Đây là cái quán mình đi trước Tết nha các bạn, buffet Meat and Meat. Ở đây nó có tính phụ thu nha các bạn, các bạn nhớ lấy đồ ăn sao cho vừa đủ nha. Có cả kem, rồi quầy đồ ăn gồm rau nè, trái cây nè, thịt nè. Đây là quầy mình lấy đồ ăn ngoài nha các bạn. Tiếp theo là thịt heo, thịt bò cũng lấy ở đây luôn. Đó, có mề gà, gà chiên các kiểu. Về đồ ướp thì khá là ngon nha các bạn. Đó, tiếp theo là miếng xào, ăn khá là ngon luôn nha các bạn. Mình ăn mà nhân viên sợ luôn á. Bây giờ mình sẽ gấp thịt rồi lên bàn ăn thôi nha các bạn. Đó, mình đang nướng thịt bò nè các bạn. Đó, nghe tiếng xèo 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 đã không các bạn. Đây là rau sống ăn kèm chung nha. Bây giờ mình sẽ nướng mấy miếng thịt bò với thịt gà ăn nha các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa nhỉ, quá là xuất sắc luôn. Mình có mang sẵn dĩa khoai tây chiên nữa các bạn. Ở đây họ chuẩn bị đũa muỗng rất là sạch đẹp luôn. Bây giờ mình ăn thử miếng thịt bò nha. Ta nói nhìn màu là biết ngon cỡ nào rồi. Trước khi ăn mình xin phép uống cái nha các bạn. Đây là những chiến hữu lâu ngày không gặp, bây giờ chuẩn bị nhập tiệc nè. Nhìn kim chi, gà bò, mè gà, mực các kiểu hấp dẫn các bạn. Giờ mình sẽ ăn miếng trước nha. Trước tiên cho bạn béo của mình ăn miếng trước đã. Đó, có cả miếng và mực luôn các bạn. Chấm một miếng, lẫm một cái, khá là ngon luôn. Mê đó, hút rột là biết ngon rồi. Đây có một số món gọi thêm ở trong menu nha các bạn. Trong menu có một số món ba chỉ với một số món thịt khác nữa mà mình quên rồi, các bạn thông cảm. Tới đó trải nghiệm ăn thử rồi review cho các bạn khác xem nha. Rau sống mình lấy ở quầy chỗ hồi nãy nè. Đây là mề gà, bạn nào thích ăn mề gà thì lấy nha. Tiếp theo là mì tương đen nha các bạn. Mì này nó có mùi cà phê và nó hơi ngọt ngọt nha các bạn. Cá nhân mình thì mình không thích ăn mì này lắm, mình chỉ ăn thử trải nghiệm thôi các bạn. Đây là lẩu tteokbokki của ta đây. Quá trời luôn, ta nói ăn mà ăn 2 tiếng chưa ăn hết mấy món này, no bể bụng luôn các bạn. Chả cá này các bạn. Khá là ngon. Về không gian quán thì rất là đẹp luôn nha các bạn, có nhạc du dương cho chúng ta nghe luôn. Vừa nghe và vừa nói chuyện rất là chân ái. Đây về vị nướng thì nhân viên họ thay liên tục và rất là nhiệt tình luôn nha các bạn. Các bạn tới đây ăn thử xem như thế nào nha. Còn bạn nào ăn ở đây rồi thì hãy comment cho mọi người biết ở đây ăn ngon không nha. Video đến đây đã hết rồi, hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy bấm like và follow kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn.